Rồi, hello các bác nhé, em lên nay tiếp tục lên ra bác chiếc 2602 này. Chiếc này là xe bãi luôn nha, mới về. Hôm về điện đóm của nó bị cháy hết toàn bộ luôn, nên là chưa câu này điện. Còn dàn áo thì về thì để bên đó nó nắng mưa nên là có sơn dặm này rồi nha. Đây, em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Con này 2602 2 cầu, có trợ lực luôn nha. Con này nhiều bác cần lắm này, xe dòng hiếm. Thằng em nó lấy con xe đi đăng kiểm ở đây. Con 3 tấn 2 đây. Đấy thì nếu mà chạy gì thì gọi nó thôi. Hôm qua thằng Hiếu, không phải thằng Hiếu mà thằng Vũ. Em, à đúng là anh vợ, nó lấy con xe đi về đấy. Lúc trước đang đi lúc 66 nha. Máy móc con này ngon lắm. Cạch phát lộ, không phải sửa trước gì hết. Có mỗi cái đường điện hôm về nó bị cháy tùm lum hết. Cháy hết. Cháy hết, chưa làm gì nữa. Đường điện đóm chưa làm lại được hết. Xem có máy này, máy móc em nó còn đẹp lắm. Chỉ mất mỗi đường điện thôi. Con này nhiều bác thèm lắm này. Đây có khóa cả khóa chân. Khóa chân côn vẫn còn nguyên này. Chỗ cơ bên cơ, lái trợ lực. Lốp sau 12/24 nhá. Lốp đẹp luôn này, đuôi sới em này. Còn chưa sử dụng, còn chưa được dùng luôn á. Nguyên luôn, bóng luôn. Hầu như con này dùng được ít à, mới chạy được hơn 900 giờ thôi nha. Đây chỉ chạy dùng. Hầu như là chưa dùng luôn á, còn nguyên luôn. Nói xem này, chỗ để kiếm của nó này, nguyên luôn này. Sơn này sơn zin chứ không phải sơn ấy, do cái máy của mình nó đang bị cái màu sơn nó sao á, nhìn nó sáng hơn. Chứ màu sơn ở ngoài nó xanh xanh cơ. Đây nó đang bị nó lại thành cái màu khác này. Đây, đấy, màu sơn nó như thế này này, nhưng mà không biết sao quay sang bên này lại thành màu khác. Đó. Màu sơn nó xanh xanh như này này. 2602 nhá, con này đi làm được thì đúng bài luôn, nhiều bác hỏi em. Đèn điếc rồi đầy đủ hết nhá, chưa ráp thôi. Nhiều bác hỏi chiếc này lắm rồi. Bẩn này, chưa có xịt rửa được. 2602 em zin luôn, em cho nó luôn. Có bơm trợ lực này, đây là bơm chỉnh lực của nó này, có trợ lực lái luôn nhá. Còn 26 hàng hiếm, hai cầu cầu số đôi cũng ok hết luôn nha. Nổ có anh, cho lỗ luôn đi. Cạch phát lộ ngọt này, có nước chưa? À có đâu, tôi có bình xứ ở bên này kia. Cạch phát 26 là bình xứ bãi về, đúng là bãi. Bên nhà còn một chiếc 26 một cầu nhá, con này thì hai cầu. Mất cái bơm dầu à? Cái bơm hay à? Bắt này cái bơm dầu chạy được không? Thôi không có ghế rồi, chạy sau được. Đây là để một cái kết máy này một tí, cho các bác xem để máy luôn nhé. Giờ chưa có ghế gáp rồi chưa chạy được. Rồi, ok, chào các bác nhá. Trước này em báo giá luôn nhá, 105 triệu, có thương lượng cho các bác luôn. 2602 2 cầu trợ lực lái. Rồi, chào các bác nhá.